Bữa nay chúng ta tiếp tục quay trở lại một cái chủ đề, đó là mít ruột đỏ sơ vàng. Thì bà con có thể thấy rằng là trái ra rất là nhiều sau giai đoạn làm bông, làm trái. Thì ngồi tại góc mít này để nói chuyện tâm sự với anh em, với bà con. Thì bà con coi kênh của mình rồi thì mình cũng quay rất là nhiều cái cây khác, ở những cái video khác, trái nó rất là nhiều. Bây giờ nó cũng hơi mệt, thì ngồi đây trái nó sùm xê, thấy trái nó cũng mê quá. Và cái nhắc nhở cho bà con, chúng ta lưu ý cái vấn đề, đó là bà con thấy này, cái hoành nước mà tưới, bà con thấy không? Đó, sáng giờ cũng tiễn bông phướng rồi, anh tiễn bông phướng rồi nhưng chưa dám tiễn trái. Bà con có thể thấy rằng cái ống nước nó sát quá, bà con thấy không? Và khi bật nước lên, nước nó rất là mạnh, nước rất là mạnh và nó sẽ dâng vào trái. Trái chúng ta mà đang giai đoạn thụ phấn như thế này á, mà nếu như nước nó dâng vào trái á, rất là dễ tạo cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn nó phát triển, nó gây ra cái sơ đen. Cái thứ hai, cái môi trường ẩm độ cao, con bò xít mũi nó sẽ dễ tấn công. Bà con biết rằng là con bò xít mũi là nó sẽ mang cái vi khuẩn từ ở chỗ khác, từ cái chỗ có bệnh, nó sẽ chích vào ở trong cái trái của chúng ta. Và trái trong cái giai đoạn thụ phấn thế này nó rất là dễ chích, tại lúc này nó mềm nhất. Còn cái con rùi vàng là nó chích khi mà trái mít chúng ta nó lớn. Thì bà con chúng ta lưu ý cái vấn đề ống nước, thì chúng ta đưa ra ngoài, chúng ta đưa ống nước cho cái gì ăn, cho rễ ăn. Mà rễ ở đâu nó ăn được? Rễ ở ngoài cái đầu rễ chúng ta, ở ngoài cái đầu tàn của chúng ta. Thậm chí cái mít, bà con biết là ai trồng mít đều biết cái rễ mít nó đi rất là xa, có thể từ cái cây này nó có thể qua cây bên kia là bình thường nha bà con nha. Thế nên đó, bà con chúng ta lưu ý về cái vấn đề ống nước, chúng ta cung cấp nước cho cái nào ăn, chúng ta xác định là cái rễ nó ăn chứ không phải cái gốc cây này nó ăn. Và chúng ta đưa cái ống, đồng ý với bà con, khi ống nước này nó quay nó có thể văng ra rồi kia, nhưng ở trong này chúng ta không cần. Và cần là không cần, tại vì nếu như nước vô đây là ẩm độ cao, thứ hai văng vào trái nó ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta anh camera main anh sẽ đảo qua một đây một vòng cho bà con chúng ta nhìn thấy, ở trên kia em quay xuống đây để cho bà con chúng ta thấy ha. Đó bà con này, đối với bây giờ mình đi tiễn trái nha bà con, những cái trái như thế này méo mó như thế này này, ống nước hồi xưa nó cứ quăng vô đây này bà con, nó trôi đi cái hạt phấn, bà con thấy rất là rõ ràng luôn. Cái này này nó trôi đi cái hạt phấn chỗ đây này, còn khúc bên này nó không có ha. Cái này bà con thấy này, thì nó trôi cái hạt phấn ở đây, nó không thụ phấn được. Bà con chúng ta lưu ý về cái vấn đề ống nước, và trái chỗ đây cũng không có để, tại vì nó sát cái cành đầu cành quá, mai mốt nó mang cái trái lên á thì nó cũng quất cái cành. Chúng ta lưu ý chỗ đấy, chúng ta để ở những cái cành nào mà nó có lực và nó có sức hấp dẫn. Ví dụ như ở chỗ đây chúng ta cũng bấm bỏ, chúng ta cũng không để chi nghe chỗ đây ha. Thí dụ như bà con mong muốn bà con để, còn không chúng ta thấy khá là nhiều rồi, chúng ta bấm bỏ từ từ nha bà con. Và cái trái mít đây bà con, đây này, trái mít đây em từ từ chờ chút xíu ha. Đây bà con có thể nhìn cái trái mít nó nằm ở cái vị trí như thế này nè, nó vị trí. Và bà con sau này cái cây như thế này nè, tốt nhất á là bà con nên mở ra. Bây giờ bước vào hết vào cái mùa mà mùa gió rồi, bà con nên mở ra. Đó, mở ra thì giờ cây ở dưới nó mở ra, nó siết cây dữ quá. Bà con nên mở ra. Đấy, thì cái nó chúng ta sẽ thấy được cái độ thông thoáng. Chờ em bấm bỏ ra nha bà con, chúng ta thấy được cái độ thông thoáng và trái mít chúng ta nó không có bị va chạm với nhau. Ủa cái cây nó cũng muốn gãy rồi. Ta nếu mà chúng ta để vậy đó, nó rất là tùm và làm cho cái cây mít của chúng ta nó trái nó ra là nó cứ bị đụng chỗ này, nó thẹo chỗ kia. Thì bà con chúng ta lưu ý nha bà con. Và chúng ta tiễn lựa, chúng ta bỏ những cái trái mít đây. Những cái trái mít chính là cái vừa rồi là cái cây nó chọt vô lên là nó bị khuyết cái đây, bà con thấy không? Nó khuyết rất là rõ luôn nè bà con. Nên chúng ta bấm bỏ trái đây là chúng ta bỏ ha. Chúng ta bỏ từ từ, chúng ta không có bỏ mà vội vàng nha bà con. Chờ trái nó lớn lên chút xíu, chờ nó lớn lên rồi chúng ta sẽ bấm bỏ. Và đặc biệt bà con lưu ý luôn, bà con không xịt thuốc sâu rầy, đặc biệt là thuốc sâu rầy, thuốc sâu đục thân, thuốc sâu đục trái ở trong cái giai đoạn mà trái mít đang thụ phấn như thế này. Tại sao? Tại vì những cái hoạt chất thuốc á, đa số á, phun sâu rầy thì nó sẽ có một cái sức nóng nhẹ nhẹ, nóng mạnh, nóng nhẹ, thì nó sẽ làm chết những cái hạt phấn đây. Nó làm chết những cái hạt phấn đây. Thì bà con chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta muốn sâu rầy, thí dụ như cái vườn của mình đây, nó đang là ra cái búp hết hoàn toàn, hoặc là thí dụ như đang có cây này đang ra bông này, có cái cây bên kia nó ra bông như thế này, có nghĩa là có cái cây bên này nó đang ra bông toàn bộ như thế này, có cây bên kia nó mới có nhú cái mũi cửa gà như thế này, thì chúng ta phun thuốc sâu, chúng ta lựa, chúng ta phun vào những cái cây mà đang có cửa gà. Còn những cái cây nào á mà nó đang ra như thế này, chúng ta ưu tiên nó khác, chúng ta chăm sóc nó một chế độ khác, chúng ta không phun thuốc sâu ở trong cái giai đoạn này. Riêng cái này chúng ta phun cái gì? Ở đây chúng ta phun chấm sơ đen, trong đó nó có cái đồng hữu cơ chống sâu đen. Cái thứ hai, nó có hương tỏi để xua đuổi sâu rầy, nó chức năng xua đuổi sâu rầy thôi nha, chứ nó không có tiêu diệt được sâu rầy, nhưng mà chúng ta cũng làm được cái nhiệm vụ là xua đuổi nó. Chứ còn bây giờ mình tiêu diệt cái
cái bệnh á, tiêu diệt cái trứng á, là chúng ta không tiêu diệt được khúc này. Chúng ta muốn tiêu diệt được cái con rầy, con sâu á, sâu đục cái á, thì chúng ta khi mà cái trước khi nó mở cái bao ra thì anh lưu ý chỗ đó nha anh Tư. Đó, còn bây giờ kêu lấy cái thuốc sâu rầy xịt vô cái là nó nám hết liền. Tại nó cháy cái hạt phấn, nó cháy cái nõn chúng ta là mục đích để nó thụ phấn, tại cây mít là một cây lượng tính. Đó, mục đích là để nó thụ phấn. Nên là chúng ta lưu ý về cái vấn đề là sâu rầy chúng ta xịt. Và giai đoạn nếu như cái trái mít chúng ta hoàn toàn như thế này, chúng ta xịt gì? Chống sâu đen cộng với canxi bo, siêu canxi bo cộng với siêu ô giáp. Thì sẽ phân tích cho bà con cái siêu canxi bo, mục đích của bo là sẽ nuôi những cái nõn này lâu dài hơn, dẻo, nó sẽ ở lâu hơn và nó sẽ giúp cho cái mít chúng ta thụ phấn tròn đều. Cái thứ hai, canxi nó cứng cáp thành tế bào, khi nó cứng giống như vỏ trứng chúng ta càng cứng thì không cái con nào đục trụ được hết đó. Còn nếu như mà cái trái mít của chúng ta mà không có canxi, nó sẽ rất là dễ bị hở các cái kẽ gai, thì con vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vô. Đó là chức năng chúng ta là làm những cái thành trì trước đã. Rồi nói về cái thằng chống sâu đen thì có tỏi, tỏi là em nói đâu đúng không, xua đuổi. Cái thứ hai là nó có đồng hữu cơ là tiêu diệt cái con vi khuẩn. Cái thứ ba chúng ta tiếp tục cung cấp thêm, chúng ta cộng thêm cái hàng siêu giáp có hàm lượng kẽm, hàm lượng kẽm và vi lượng. Mục đích kẽm là nó tăng cái sự chuyển động trong cái cây của chúng ta. Cái thứ hai là nó tạo thành một cái áo giáp, có nghĩa là vững hơn, giống như mình đi quấn trận mình có cái áo giáp kẽm đó. Đó, và nó có thêm một cái vi lượng nữa đó, để cho cái trái mít chúng ta nó cung cấp vừa có vi lượng, vừa có đồng này, vừa có kẽm này, và vừa có bo, vừa có canxi. Còn dưới này là chúng ta thúc cái bộ nuôi trái mít. Ở ngoài nếu cây mít chúng ta cảm thấy đi đọt thì chúng ta, hoặc là lá còn non nhiều thì chúng ta làm cho nó già lá, để nó làm gì? Không cạnh tranh dinh dưỡng ở cái giai đoạn này. Đó, chúng ta lưu ý là cái lá chúng ta càng cứng, thí dụ như cái lá này, lá như thế này thôi nè em ngồi đó, lá như thế này, nếu như cái bộ lá chúng ta xanh đen như thế này đó thì nó sẽ đưa vào nó nuôi trái rất là dữ, trái rất là to. Còn nếu lá chúng ta mà mương mởn non như trèo lá chuối á, thì cái cạnh tranh dinh dưỡng, tại vì mục đích của ông lá già là, nhiệm vụ của ông lá già là gì? Quang hợp và trao đổi chất đưa vào nuôi trái. Nói về lý thuyết là về cơ sở của học, và trước khi mình lý thuyết mà đúng, mình phải đúng đã. Đó là mình đi thực hành, mình lái xe thì mình phải có lý thuyết trước khi mình thực hành. Thì bà con chúng ta là mọi người cũng nhắm được cái vấn đề đó để chúng ta bắt đầu tuyển. Thí dụ như chúng tuyển trái. Đây, bà con thấy này, đối với những cái bông á mà nó hơi nhọn lên, vườn của mình trái nó nhiều, bông nó nhọn lên từ những cái cây ít kia mình không nói, trái nó nhiều, bông nó nhọn lên, mai mốt á trái nó quạch xuống dài nó cũng bị quẹo cuốn quẹo đồ, mà bông này nó ốm và nó ở xa đầu cành nữa, thì mình bỏ cái trái này, mình lấy cái trái này, mình thấy rất là rõ đây, mập thù lù, thấy không? Đó, nó xà xuống, mai mốt có gì mình kéo lên. Nếu như mà trái ít, còn không nó nhiều rồi thì không nói gì đó bà con. Nếu anh này, anh để ý này, tính cái trái này, nếu như hồi bữa mà không cột cái cây đây là cái trái nó thòng, thòng xuống rồi đó, nó êm. Nhưng mà thôi thì cứ giờ cứ giữ đi, bây giờ biết đường nào mà tính. Thì bây giờ chúng ta này thấy cái trái mít này, cái cành này nó khá là nhỏ này, thấy không? Cái cành này nhỏ mà nó cái trái mà nó lên chừng 8 kg thôi là anh thấy nó quật cái cành rồi, còn thì rễ cành luôn, té cành. Thì mình giữ ở những cái vị trí là nó lớn. Nếu mà trái này nó nằm ở vị trí mà ngang ngang chỗ này thì ngon, mà nó đang đi lên này, nó đang lên, nhưng mà thôi thì mình cứ tiễn từ từ nha. Mình lưu ý cái vấn đề đó, mình tiễn từ từ. Cái bông nào ốm, bông nào yếu và trái nào bị khuyết điểm là mình bỏ. Bây giờ là hầu như là bây giờ em thấy nó cũng khá là đẹp hết rồi đó. Ví dụ như ở những cái vị trí như thế này này đó, vị trí cứ xa là em ưu tiên em bỏ trước đã, còn ở trong gần thì từ từ nha. Cứ xa là em ưu tiên em bỏ trước đã. Ở ngoài này anh để cũng không được. Thực ra là trái mình cũng còn rất là nhiều, thì nó dồn ở những cái vị trí cứ cách một gang tay đến hai gang tay, ở những cái vị trí mà cành cái đi ra là ok rồi. Chúng ta không đi quá ba gang tay, quá xa. Khi cây nó lớn rồi thì ở ngoài đây là vô tư, thấy không? Cây lớn thì ok vô tư đó, ở những vị trí như thế này này đó, bấm bỏ này, vị trí như thế này này, bỏ này đó. Rồi chúng ta hạn chế cắt cái lá già. Thí dụ như á, tại sao cái lá già, thí dụ như bề hôm mình làm bông làm đồ thì mấy cái cành này mình cắt, nhưng bây giờ mình hạn chế nó, trừ khi nó xum xê quá, nó tùm quá, nó rậm rạp quá thì mình cắt, mình kéo cắt. Tại vì mình cắt cái lá già đi á thì cái lá già nó mục đích là nó quang hợp, nó trao đổi chất, nó đưa cái dinh dưỡng vào, nó nuôi trái. Thì mình cũng lưu ý cái vấn đề đấy nha, nha anh. Rồi trong cái giai đoạn nuôi trái luôn, hạn chế cắt cái lá già. Nếu như chúng ta cắt lá già nhiều nó cũng rất là dễ bị sượng. Tại vì mục đích của lá già nó cũng trao đổi chất đưa vô mà. Chúng ta cắt nhiều quá nó sượng. Đó, cái vấn đề mà nói về vấn đề mít nó cũng sượng thì đặc biệt đa số là mùa mưa nó hay bị. Mùa mưa trong cái lúc mà chuyển cơm á, có nghĩa là lúc mà nó già rồi, nó gần già rồi nó chuyển cơm qua đó, thì thí dụ như gió lắc, mưa lắc, ha, gió nó lắc hoặc là mưa bất chợt tụt độ pH đọt đi, nó cũng bị sượng. Thì lúc đấy mình quan sát
nha. Đoạn nó đi cũng rất là dễ bị sượng nha anh, tại vì lúc nó là bị giật dinh dưỡng mà, giật dinh dưỡng lúc ở trái non và giật dinh dưỡng lúc chuyển trái. Bình thường còn không cái cây của anh mà bước vào cái thang gió chẳng hạn, thấy không, thang gió mà gió nó lắc qua lắc lại, ví dụ trái nó lớn là gió nó lắc qua lắc lại là phải kiểm tra nha. Chứ không gió nó lắc thì bộ rễ nó không có hoạt động được, không hút được dinh dưỡng thì nó lấy cái chất ở trong cái trái cây mít thôi, nó nuôi cái trái thôi, còn bộ rễ lúc đó là bị đang bị tổn thương, nó vượt qua vượt lại rồi. Nên là mình cũng lưu ý cái vấn đề. Vậy chốt lại câu chuyện thứ nhất là ống nước nếu nó quăng vô đây thì mới nãy là em cũng đã sửa cho anh, em cắt cho anh nhìn thấy này, cái ống nước ngay đây này, nếu nó quăng vô đây này, trái nào nó trúng nó theo cái chiều hướng này này, là cái chỗ này nó bị thẹo liền à. Tại nó mắc phấn mà, nó mắc cái nõn này mà, nên là mình lưu ý chỗ đấy, ống nước nó cực kỳ quan trọng nha. Còn bây giờ là mình cứ tiễn từ từ, bây giờ là phải tiễn nhất là 4 lần nữa đó. Chứ bây giờ cây mít này nếu như em á, là em cho bà con để 4 trái là bình thường. Thật sự cây này cũng rất là sung rồi, để những cái vị trí phù hợp 4 trái. Cứ 1 trái 8 kg trở lên ha. Rồi một cái video nhỏ nhỏ cũng chia sẻ với bà con, thực ra là bây giờ chúng ta qua ra ngoài chúng ta quan sát này. Ở trên này nó cũng còn rất là nhiều. Nãy giờ bây giờ mới đứng lên mới thấy này. Đó. Thí dụ như ở vị trí này nè. Vị trí này chắc nhiên là mình không để rồi. Để qua đây trái sau này nó cũng to nha, chứ không phải là không to đâu, nhưng mà nó to, nó quằn cái cành tét cành liền, nó không có giữ nổi. Bây giờ mình ưu tiên ví dụ như một bông hai bông, mình thấy cái bông nào nó ngon hơn, ví dụ cái bông này ngon hơn thì mình để nó đó, còn ví dụ mình cắt bỏ bớt đi. Còn những cái bông đực như thế này nè, bông đực này mai mốt nó đen à, cứ bỏ bông đực đi, nó là lượng tính, anh em yên tâm, có cải đi cải lại tôi cải cũng 8 lần cũng được nữa. Rồi ở những cái vị trí như thế này bà con thấy ổn thì bà con để, còn không thì bà con cứ bấm bỏ. Không, cứ từ từ chúng ta tiễn từ từ. Bây giờ chúng ta làm quá đi là không còn cái trái nào nữa hết. Em làm em tiễn rất là mạnh tay. Rồi một cái video tiếp theo thì tôi cũng qua bên này cho chúng ta coi à, bên này. Đây camera sẽ đứng ở khúc bên kia quay này. Trái rất là nhiều. Đây bà con nè, nó ra những cái trái ở những cái trái cổ trái như thế này á, đây là để cho vui thôi. Trái này nó không lớn, trái này tròn, cái này để cho vui thôi, thấy không? Trái này là ở một cái điều kiện thời tiết nào nó coi nó ra, những trái này là để cho vui. Trái này không có sơ đen này, nhưng mà nó bị chai trái. Trái này là đỏ gai luôn đàng hoàng này, không sơ đen nhưng bị chai trái. Thì chúng ta lưu ý, ví dụ như mình cảm thấy mình đủ rồi, mình cắt, còn không thôi cứ để thí nghiệm thử cái trái này nó lớn không. Nhưng mà em chắc chắn với anh là trái này cũng cần gỡ 6 kg thì không to được. Thì anh cứ để ý thôi, sau mai mốt chúng ta cứ để ý cái trái ngay chỗ đây, ngay chỗ cái đầu chòi này. Thì mình quan sát tiếp tục, rồi mình đi qua một số cái cây khác nữa như thế nào. Và cái bộ lá này ở đây á, cái bộ lá ở đây á, là nếu như đang non mà đang trái như thế này là tốt nhất là chúng ta nên làm cho nó một cái phần già lá nha. Và một số anh chị em cũng thấy rằng là cái đây cái mít này hồi bữa nó ra cái bông này, chính ra cái bông này, bông trước này, bông này nó ra mọc dưới thân, mà em có quay một cái video là cái bông trái mít này nó mọc ngay thân luôn này, à trái mít này mọc ngay thân. Thì mai mốt á, làm gì làm thì cũng quằng cũng kéo lấy cái dây cột nó lên giữ nó lại nha anh. Còn nếu nó xà dưới quá là lấy cái biên xốp che lại. Rồi chúng ta đi thêm tham quan một số cây. Bông thì hoàn toàn là ra cũng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải từ từ chúng ta tiễn lựa bông và chúng ta phòng ngừa. Đặc biệt cái vườn này nó có cái gì nữa anh biết không? Cái vườn này nhện rất là nhiều. Nhện cực kỳ nhện nhiều. Nhện quá trời nhện luôn. Dạ. Mình phun nhện được không? Nhện phun nhện chứ, anh phun ngoài lá. Cái này là phải phun nhện, phun ngoài lá thôi. Nhện nhiều quá. Làm lá quắn. Rầy nó cũng nhiều nữa. Hình như ngoài kia ruộng lúa họ cắt lúa đâu hả? Nhện này quá trời nè, thấy không? Nhện làm quắn cái đầu lá trơn này, nhện này. Đấy. Đây. Thấy không? Ồ bên này. Cái cây này bữa anh nhớ anh với em mà lúc đúng anh trời em nói với anh là khi nào anh làm bông mà thấy cái cây nằm nó sơ sát lá nó ra nhiều rồi. Thấy không? Nó ra quá trời luôn. Còn những cái bông đực này là bỏ nha, bông đực này nó rớt xuống là nó đen trái, nó rớt đen dữ lắm. Thằng này nữa này, đúng rồi, ông nội này bỏ đi. À, ví dụ như mấy cái trái khuyết này, bây giờ mình tiễn trái này, mình tiễn được rồi này, ví dụ như trong một chùm này, nó những cái trái này ưu tiên bỏ nó được này, ở ngoài đây bỏ đi này, càng xa một chút xíu thì bỏ anh giữ nó cũng không được. À, cứ giữ làm sao mà tiễn từ ngoài tiễn trong vô. Sắp tới là cỏ trong gốc mình khỏi chặt dọn trong gốc được không? Cái cỏ trong này trong gốc em bảo đảm với anh nó ít có lắm. Nên không có xào hết á, anh dọn trong trong góc cũng được nữa.
không có sao hết, trong gốc nó ít có lắm, đa số nếu như mà có nắng là nó sẽ ra nhiều. Thì anh tưới nước ở bên ngoài, anh giữ cỏ giùm em, đừng có cắt mà cắt sát kiểu vậy nha. Cái cây này là bữa sơ sát, má anh em hỏi nó có ra bông không, em bảo đảm là cây này ra bông, tại vì khi mà thấy tín hiệu nó già lá nó khèn rồi mà. Còn một thêm một số cái vấn đề để cho bà con chúng ta nắm. Đây, cái vườn này nhện nhiều lắm nha. Nhện là rầy nữa, ngoài vườn nó vô, chà quá. Ngoài kia làm ruộng đó. À, ngoài kia làm ruộng phải không? Đây, chúng ta nhìn tương quan là mít là ok, ổn, rau bông rất là nhiều ở giai đoạn này vậy. Bao quá là bao khi nào này? Vậy là bao được rồi này anh. Cái gì là bao được rồi ha? À, cỡ vậy là bao được rồi này. Ví dụ như nếu như mà chúng ta tiếc thì để luôn cái này, còn cái bên kia mình bỏ cái này được không? Bỏ cái này cũng được anh. Nhưng chính cho cái này nó lại ra lại đẹp hơn. Dạ. Đúng không? Tại vì hai cái này nó xa cạnh với nhau, thụ phấn không được nè. Lúc cái khúc bên này ông thụ phấn không được nè. Nhưng mà mình chấp nhận đi. Vậy là mắc cái này. Nó mắc ngay chỗ này nè. Bây giờ trái bên kia, trái con bên này, trái này, chấp nhận mình bỏ cũng được. Ví dụ như mình nuôi, mình dạng thì mình nuôi đi phân đầy đủ thì vẫn nuôi được bình thường hết. Giờ lựa trái nào đẹp quá thì bỏ. Đó. Trái nào đẹp quá thì chúng ta bỏ. Không sơ đen. Cái da nó đỏ vậy là không sơ đen. Và bữa nó sẽ có những cái tình trạng sẽ sơ đen chứ không đường nào không có đó. Đây, anh thấy này, ngay mấy cái chỗ này ông nước nó vô nè. Trái này lớn lên là sơ đen chắc cú 100% nè. Nhìn cái da anh cầm, cái da nó mét này. Anh thấy không? Nó cùi này, cầm vô nó sượng liền. Nó không có điều tay, nhưng mà cắt ra thì không biết bây giờ giai đoạn này là nó có hình thành chưa. Giờ chắc chưa. Nhìn nó nhỏ quá cũng không có thấy. Chưa. Rồi chúng ta lưu ý cái vấn đề đây nữa này anh. Này nó ra này. Đấy, chính chỗ máy nó khuyết này, cứ ống nước nó văng vô này. Đây này, thấy không? Mà nhện nó còn bu vô chỗ đây, nó tạo ủ vô đây nữa. Thì lưu ý cái vấn đề đấy. Tiễn từ từ nha. Rồi em chỉ cho anh tiễn như này. Anh cắt về đây xong rồi giao. Để mai mốt cái cuốn chỗ đây này tự nó khô. Nó khô nó rụng cái anh tiễn cái giai đoạn tiếp theo. Đó là mỗi lần anh cắt ba bốn trái vậy đó. Vậy là cho nó khô mình. Nó khô cái nó rụng, nó rụng cái mình tiễn tiếp theo. Dạ. Còn canh cứ cơ đọt phủ ở trên, nó đọt non quá thì mình phủ nha. Thôi đi vào uống nước thôi bà con. Chúng ta cũng quan sát một chút xíu ra bên này nữa bà con. Nhưng mà nhớ nha. Cà vô bông này. Bông ra nù nè bà con. Quá trời quá đất luôn. Mai mốt tiễn thì anh kêu xuống tiễn giùm cho anh, bây giờ không biết tiễn, nhưng mà giờ thì cứ tiễn ở ngoài nhát tay á, tiễn ở ngoài vô trước đã. Dạ. Giờ trước đi ha. Dạ đúng rồi, ở ngoài đó vô trước rồi bắt đầu lựa cái trái méo, trái mó, trái mà sâu bệnh rồi bỏ trước, rồi còn là từ từ, chứ giờ kêu tiễn một lần thì không còn cái nào luôn, vô tiễn làm sao được. Rồi nghe điện thoại.